Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với Bảo Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 8 tháng 3 năm 2023 với đề tài đó là cơn giận của Chúa trên vua Giô-sa-phát. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, y dốc của chúng con, cảm ơn Chúa. Chúa luôn có lời của Chúa cho mỗi chúng con. Có người trong vòng chúng con buổi sáng đã học bài này. Có người trong vòng chúng con chưa học bài này, như chính mình con giờ này sẽ học bài này. Xin Chúa Ngài ở cùng tất cả chúng con, để rồi tất cả chúng con đều nhận được bài học mà Chúa muốn dạy riêng cho mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cùng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay đó là Sử Ký Nhì, đoạn 19, câu 1 đến câu 3. Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về bình an nơi cung mình tại Jerusalem. Jehu, con trai của Hanani, đấng tiên kiến, đi ra đón vua Giô-sa-phát mà nói rằng: vua há giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cơ đó có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua. Nhưng trong vua có điều lành, vì vua có trừ diệt khỏi xứ những thần Asira và ráp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đọc phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong Châm Ngôn đoạn 3, câu 11, câu 12. Hỏi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Câu hỏi suy gẫm. Tiên tri Jehu đã quở trách vua Giô-sa-phát điều gì khi vua vừa về tới cung? Vì sao? Vua được khen về điều gì? Chúa sẽ chê trách hay khen ngợi khi Ngài nhìn vào đời sống và tấm lòng của bà? Vua Giô-sa-phát đã trở về Jerusalem bình an sau trận đánh Ramoth tại Gala-át, đúng như là tiên tri Mi-chê đã cho biết trước. Mọi người sẽ trở về nhà bình an trừ vua Ahab, ở trong Sử Ký Nhì đoạn 18 câu 16. Đức Giê-hô-va đã sai đấng tiên kiến Jehu đi ra đón vua Giô-sa-phát để quở trách nặng nề vì đã liên minh và giúp đỡ vua Ahab là kẻ gian ác. Do đó đã làm cho cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua như trong câu 3. Chúng ta thấy tính chất nghiêm trọng trong sự quở trách của Chúa. Ngài rất giận khi con cái Ngài phạm tội. Do đó, ngay khi vua Giô-sa-phát vừa về đến Jerusalem thì Chúa đã sai tiên tri Jehu lập tức đến để quở trách. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, Ngài không thể hài lòng với tội lỗi của vua Giô-sa-phát. Giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va. Vì thế Ngài đã quở trách ngay khi vua vừa về đến cung điện Jerusalem. Sự quở trách này cũng nhằm giải thích cho vua biết vua thoát chết là nhờ ơn thương xót của Chúa khi Ngài nhìn thấy trong vua có điều lành như trong câu 3. Ngài cho vua được sống nhưng vua đã phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi khi vua suýt mất mạng trong trận đánh tại Ramoth Gala-át. Giờ đây vua phải chịu thêm sự quở trách nặng nề của Đức Giê-hô-va. Tuy vậy, vua đã trừ diệt ra khỏi xứ sự thờ các thần tượng Asera và rắp lòng tìm kiếm Chúa. Chúa nhìn thấy đời sống và tấm lòng của vua, do đó vua không phải chịu thêm hình phạt nào của Ngài ngay lúc này. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài cũng đã bày tỏ tình yêu thương rất lớn và sự tha thứ của Ngài cho chúng ta qua sự chết của con Ngài trên thập tự giá. Mọi chúng ta phải sống xứng đáng với đời sống mới Chúa đã ban cho mình. Đức Chúa Trời cũng sẽ rất là giận khi chúng ta là con cái của Ngài mà lại đi theo đường lối riêng và không vâng lời Ngài. Khi phạm tội, chắc chắn chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của tội lỗi, sự cáo trách của Chúa và có khi là sự sửa phạt của Ngài. Không phải ai cũng giống như vua Giô-sa-phát thoát chết và không phải lập tức chịu thêm sự sửa phạt của Chúa. Chúng ta phải vô cùng cẩn trọng vì không biết được Chúa sẽ cáo trách hay sửa phạt mình như thế nào. Và Ngài nhìn thấy đời sống và tấm lòng của mình ra sao. Đối với Chúa, tội lỗi luôn là điều nghiêm trọng và Ngài sẽ quở trách hoặc sửa phạt kẻ yêu Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 6. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ở đây,
Những ngày qua chúng ta học bài bài của vua Giô-sa-phát, và khi ông đã trong cái cơn nguy nan, mọi người vây lấy và quân thù vây lấy và định giết ông, thì ông đã hô la lớn lên để kêu kêu cầu Chúa, và Chúa đã giải cứu cho ông. Chúng ta học ngày học bài học của ngày hôm qua, cảm ơn Chúa. Nhưng khi ông về đến đất nước của mình, hay là vương quốc của mình, hay chỗ của mình đó, thì Chúa đã đưa người của Chúa đến để nhắc nhở, hay là để quở trách, để cho ông biết lỗi của mình. Đó là tình yêu thương đó của Chúa anh chị em. Chúa thương lắm Chúa mới chỉ cho ông thấy đó. Chúa thương lắm Chúa mới nói rằng lẽ ra đó cái tội của ngươi là ngươi đi giúp cho kẻ thù, đi liên minh với kẻ thù, liên minh với người chống lại với Đức Chúa Trời nữa. Rõ ràng không có cầu hỏi ý Chúa, nghe ông kia rủ đi đánh là ừ liền và đồng ý đi liền. Không có tìm kiếm ý kiến của Chúa. Chúa trách ông. Chúa cho ông thấy cái lỗi. Mà ở đây ghi nó là gì? Quở trách nặng nề vì đã làm việc sai. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa cũng cho ông thấy rằng lẽ ra đó là con chết rồi. Vì cái lỗi của con mà ta bỏ con, ta không cứu con là con chết rồi. Nhưng ta thương con, ta tha thứ cho con. Vì cớ sao? Vì cớ ta thấy ở trong lòng của con đó có điều lành. Đó là gì? Đã dẹp bỏ những bàn thờ của Asherah, những thần tượng, và kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Còn có cái điều đó ở trong lòng Lợi và cô chú anh chị em không? Chúng ta có dẹp bỏ thần tượng ở trong lòng của chúng ta để chúng ta chỉ một mình Chúa hay không? Chúng ta còn đam mê đời này, đam mê đến dục vọng, đam mê đến cái sự làm giàu, đam mê đến danh vọng địa vị, đam mê nhà lầu xe hơi hơn Chúa, có không? Có nhiều người nói không, tôi không có ham giàu, tôi chỉ ham làm công việc của Chúa thôi. Nhưng mà tôi ham làm gì? Tôi ham làm chấp sự, tôi ham làm thư ký, tôi đeo đuổi, tôi tìm mọi cách đó để tôi đạt được. Không phải là vì cớ mà tôi muốn tôi ở vị trí đó để tôi làm được nhiều việc hơn cho Chúa. Nhưng mà tôi ở vị trí đó để sao? Để người ta thấy tôi là một người đáng tôn trọng. Đó là kẻ kiêu ngạo và vẫn còn hình tượng ở trong mình. Chúa có nhìn thấy ở trong chúng ta sự từ bỏ hay sự hạ mình, tất cả bỏ hết, đập hết những hình tượng để chỉ một mình Chúa thôi. Để Chúa thấy ở trong chúng ta đâu đó vẫn còn là một con người có cái điều lành ở trong chúng ta. Có cái lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa ở trong chúng ta. Xin Chúa giúp để chúng ta xét lại còn có cái gì ở trong chúng ta mà để Chúa không nhìn thấy cái điều lành ở trong chúng ta mà chỉ thấy điều dữ không? Chúa cố gắng tìm ở đâu đó ở trong chúng ta một cái điều tốt để mà Chúa tha thứ, Chúa thương chúng ta, vì còn cái điều gì đó để mà Chúa tha thứ cho chúng ta mà Chúa tìm không thấy, phải không? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Để rồi chúng ta có thể đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, con xin Chúa ngài giúp con dọn sạch lòng của con để con tiếp nhận Chúa một cách hoàn toàn ở trong tấm lòng của con. Để Chúa nhìn vào và Chúa thấy con là một con cái thật của Chúa, là một con cái có được điều lành, được sự sáng của Chúa, Chúa Thánh Linh ngự ở trong chúng ta. Ô cảm ơn Chúa. Chúng ta học được một bài học nữa là Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa bỏ ông Ahab vì ông không còn trông cậy vào nơi Chúa. Ông cố gắng đứng ở trên xe đó. Ông cố gắng gần mình nhìn về phía quân thù để chứng tỏ sao? Ta là vua, ta đứng sừng sững ở đây nè. Nhưng mà rồi, chết. Chết trong cái gọi là anh hùng của chính mình. Nhưng mà chết. Vì cớ Chúa bỏ những con người kiêu ngạo, những con người tự mình như vậy. Nhưng Chúa thương Giô-sa-phát. Mặc dù Giô-sa-phát cũng phạm lỗi, cũng thiếu cầu nguyện,
cũng đi liên minh với kẻ thù, với cái người mà không có Chúa, nghe lời và đi theo và làm, không tìm kiếm ý muốn của Chúa. Nhưng trong cơn gian truân, ông đã kêu Chúa ơi, ông đã kêu lớn lên, xin giúp con, xin cứu con. Lại tin đó là cái điều ông đã kêu, bởi vì chính Chúa đã đến và giúp cho ông. Chúa đã giúp cho ông. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn yêu thương chúng ta, Chúa luôn ở cùng chúng ta. Hãy kêu với Chúa, hãy xin với Chúa. Lại học được một bài học nữa của Chúa anh chị em. Ông vua Giô-sa-phát, ông không có chống trả gì với Giê-hô hết. Có thể ông sẽ nói với Giê-hô, đối với cương vị là một vị vua nha, lại chỉ suy diễn thôi, ông ta hoàn toàn có thể nói rằng thôi, ta đi ta mệt lắm rồi, bây giờ để ta về ta nghỉ đi, rồi làm gì làm, rồi trách gì trách. Bởi vì nhiều khi mình cũng vậy với chính chị em. Tôi làm đủ thứ chuyện, tôi mệt lắm rồi, nên để tôi đẩy cho là đi ngồi đó mà nói, như tôi hiểu rồi, nói bỏ đi, đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Và chúng ta sao, bịt cái lỗ tai mình lại để không nghe lời của Chúa. Người ta đến người ta trách mình, nhưng mà mình đã bịt cái lỗ tai là mình không nghe. Nhưng mà Giô-sa-phát ông đã nghe. Mặc dù ông đi vừa mới về, ông vừa thoát khỏi một cái gọi là thoát chết, ông về ông chỉ mong được nghỉ ngơi, nhưng mà ông lại nhận một cái lời trách. Nhưng ông vẫn tiếp nhận cái lời trách đó trong một cái thái độ hiểu được mình sai. Ôi cô chú anh chị em ơi, nếu người ta đến người ta trách mình ở trong cái lúc nào đó, hãy nhớ rằng Chúa đang cử người đó đến để chỉ cho chúng ta thấy cái sai. Mình phải nhìn như vậy để mình tích cực, mình hiểu được và mình sẽ nhận lấy cho chính mình, mà không phải bị Satan nó lừa dối, gồng lên rồi chống trả. Rồi có khi sao, nếu là một vị vua ác chắc có lẽ là đem ông Giê-hu ra chém đầu luôn đó. Hoàn toàn có quyền mà, nhưng không, không có sử dụng quyền đó để đè bẹp những người hầu việc Chúa. Nhiều khi mình sử dụng cái quyền để đè bẹp người khác khi người khác nhắc nhở mình. Chớ để như vậy, vì đó là Satan nó làm, chứ không phải Chúa phải giúp chúng ta hiểu được. Còn nếu chúng ta vì cớ để cho Satan nó lợi dụng, nó lừa dối và chúng ta làm, thì chúng ta hỏng hư mất cả một cuộc đời. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Xin Chúa cho cô chú anh chị em và chính mình lại tiếp nhận sự chỉ dạy của Chúa qua anh em của mình. Khó lắm của chú anh chị em. Nhiều khi được nhắc nhở, mình nghe đó, nhưng mà rồi bên trong lòng mình khó chịu, rồi mình bực bội, mình không tiếp nhận được. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tiếp nhận được sự nhắc nhở của chính Chúa qua anh em của mình. Cảm ơn Chúa. Và câu hỏi của bài học đó là: đời sống bạn có điều gì khiến cho cơn giận của Chúa đến ở trên bạn không? Có nha của chú anh chị. Khi mình chối bỏ đức tin nè, khi mình đi theo ý riêng nè, khi mình để Chúa ở một bên nè, khi Chúa nhắc mà mình không chịu nghe nè, khi mà Chúa dạy mình không chịu làm nè, khi Chúa bảo mình không chịu làm nè, mà khi Chúa bảo mình không làm mình lại làm nè, Chúa buồn lắm. Và hậu quả luôn luôn có, vì cơn giận của Chúa luôn luôn có đối với tội lỗi, đối với kẻ ác, đối với sự ô uế. Xin Chúa thương xót, chỉ cho chúng ta thấy và nhớ phải có cái điều gì đó để Chúa thấy được cái lòng của chúng ta yêu mến Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm nhường, biết thuận phục và ăn năn ngay khi nhận được sự cáo trách của Chúa, để con nhận được sự tha thứ và không phải hứng chịu thêm cơn giận của Ngài. Chúa ơi, Satan nó lẩn quẩn xung quanh chúng con, nó tìm đủ mọi cách để phá, cướp, giết, hủy diệt. Cảm ơn Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con. Nếu chúng con trao hết cho Chúa, nếu Ngài ở trong chúng con thì Satan nó không làm gì được chúng con. Nhưng nếu chúng con ở ngoài Chúa, chúng con sẽ không làm được gì hết. Chúa nói rằng hãy ở trong Chúa thì chúng con sẽ được kết quả. Xin Chúa giúp cho chúng con. Xin cho chúng con được ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng con, chiếm hữu chúng con và giúp đỡ chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Thánh Linh. Cảm ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Cảm ơn rất nhiều. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.